Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh DVD nha. Hôm nay mình có những cái máy VS Max Star 4 các bạn. Với tình trạng máy là quên mã bảo vệ khóa màn hình. Không nhớ khóa mã bảo vệ các bạn. Rồi tình trạng này là khách không nhớ mật mã bảo vệ ha. Giờ mình mở cái khóa bảo vệ. Giờ mình sẽ làm video để chia sẻ với các bạn cái cách mà mở cái khóa mã bảo vệ màn hình cho cái máy VS Max Star 4 các bạn ha. Trước khi mở khóa bảo vệ thì mình tắt nguồn các bạn ha. Mình tắt nguồn cái máy đi bằng cách nhấn nút nguồn. Và nhấn nút nguồn, nó tắt nguồn các bạn. Và mình xác nhận tắt máy ha. Các bạn chờ tí xíu máy tắt nguồn. Rồi khi mình vô cái chế độ Factory Reset các bạn nhấn nút nguồn và nút âm lượng lên. Các bạn nhấn giữ luôn. Nhấn giữ thật là lâu các bạn. Rồi nó hiện lên cái bảng như thế này. Thì các bạn sẽ vô cái Recovery, các bạn di chuyển bằng nút âm lượng lên các bạn ha. Di chuyển bằng nút âm lượng lên này. Đó, ngay cái chữ là Recovery các bạn. Mũi tên ngay cái đó thì các bạn bằng chọn cái nút bằng âm lượng xuống các bạn, chọn âm lượng xuống bấm một cái. Chờ tí xíu ha. Rồi cái máy nó sẽ vô chế độ Recovery các bạn. Rồi nó vô cái con Android rồi các bạn ha. Con robot Android. Các bạn nhấn nút nguồn và nhấn nút âm lượng lên, nó hiện cái bảng này các bạn. Đây là bảng vô chế độ Recovery các bạn ha. Giờ các bạn di chuyển bằng phím nút âm lượng xuống các bạn, di chuyển xuống cái chữ là Factory Reset các bạn. Đây, xuống cái chữ Factory Reset các bạn ha. Rồi các bạn chọn bằng nút nguồn, chọn. Rồi các bạn xuống là từ Factory Reset. Đó. Factory Reset Data này các bạn, chọn luôn. Rồi các bạn chờ tí xíu ha, chờ tí xíu. Rồi đây, các bạn vô cái Reboot này các bạn. Reboot Star này các bạn. Rồi. Các bạn chờ tí xíu nha, chờ tí xíu cái máy nó khởi động lên. Cái này thì nó khởi động hơi lâu tí xíu, các bạn chờ tí xíu nha. Máy nó sẽ khởi động lên rồi nó vô. Rồi, nó sẽ vô rồi các bạn. Đây, nó hiện số 3 này. Số 3 này là VOS3 các bạn. Rồi nó chạy phần mềm VOS3 ha. Rồi mình chọn tiếng Việt. Giờ mình vô mình chọn tiếng Việt nha. Đây, tiếng Việt, bấm OK. Rồi, nó chuyển qua tiếng Việt cho mình được các bạn. Rồi, giờ mình bấm mũi tên thế ha, bấm mũi tên. Rồi, cái tên này mình bỏ qua đấy các bạn, mình bấm bỏ qua. Rồi, điều khoản và điều kiện này các bạn bấm mà tôi đã đọc và đồng ý đấy các bạn, bấm tiếp tục. Kết nối với màn dữ liệu di động các bạn bỏ qua luôn. Rồi nó bắt mình kết nối wifi các bạn. Đây, giờ mình nhập cái mạng wifi của mình vô ha. Rồi các bạn nhập mật khẩu wifi vô. Rồi bấm chữ kết nối. Rồi nó chờ tí xíu, nó đang kết nối wifi vô các bạn. Rồi các bạn chờ nó xoay tí xíu nha, nó đang kiểm tra cái cập nhật phiên bản các bạn. Cái này nó hơi lâu, các bạn cố gắng chờ tí xíu nha. Thank you.
Rồi. Sao chép ứng dụng và dữ liệu là các bạn bỏ qua đấy bạn ha. Bỏ qua, bấm bỏ qua. Rồi, xác nhận mã pin các bạn, là cái mã pin hình này mình nhưng mà khách không nhớ các bạn ha. Thì nó có cái sử dụng tài khoản Google đó các bạn. Thì mình bấm vào đây, bấm vào cái chữ sử dụng tài khoản Google ha. Rồi, chờ tí xíu nó cũng xoay vòng vòng. À, xác minh tài khoản Google của bạn các bạn thấy không? Giờ nó bắt xác minh tài khoản Google, là cái máy này nó có dính tài khoản Google các bạn ha. Nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà xóa xác minh tài khoản Google luôn, có nghĩa là mình bỏ cái xóa cái xác minh này luôn. Rồi giờ mình bấm trở về các bạn ha, bấm trở về. Rồi ngang cái chỗ kết nối wifi các bạn dừng lại ha, xem tất cả các mạng wifi này, bấm vào đây. Rồi các bạn kéo lên, kéo xuống cuối cùng các bạn, đây cứ thêm mạng mới, bấm vô thêm mạng mới. Rồi ở phần bên góc bên tay phải có cái chấm chấm này các bạn thấy không, đây là cái bàn phím chấm chấm này, các bạn bấm vào đây. Rồi đó, bàn phím keyboard, chọn phương thức nhập là bàn phím keyboard nha các bạn, rồi bấm vô. Các bạn chờ tí xíu. Rồi cái bàn phím này lên các bạn, ngay cái này có cái nút dấu ghi âm các bạn thấy không, cái mic, cái dấu mic ghi âm này các bạn thấy không. Rồi các bạn bấm vào đây. Rồi các bạn bấm chữ từ chối. Rồi nó bấm vô lại một lần nữa cái mic này. Rồi bấm từ chối và không hỏi lại nè các bạn, bấm. Rồi giờ các bạn nhìn thấy cái mic nó chuyển sang màu trắng rồi, hồi nãy là sang mic màu đen. Bây giờ mình bấm vô là được đó, bấm cho phép. Rồi như vậy là vô được các bạn, vô cái ứng dụng Gabon này ha. Giờ mình bấm vô chữ quyền. Rồi bấm vô chủ quyền xong, các bạn thấy trên góc bên tay phải có cái dấu tìm kiếm không, cái dấu search tìm kiếm, bấm vô đó cho mình. Rồi giờ các bạn gọi chữ Chrome đây, dấu chữ Chrome này, các bạn bấm vô chữ Chrome nha. Rồi bạn bấm chữ mở cái Chrome này lên, mở ứng dụng Chrome lên ha. Rồi chấp nhận và tiếp tục, các bạn bấm vô đây chấp nhận và tiếp tục. Rồi các bạn không cảm ơn, các bạn muốn không cảm ơn nha. Rồi như vậy là nó vô cái trang web được rồi bạn, trang web của Google được rồi ha các bạn ha. Giờ mình bấm vào đây, mình bấm vnrom.net / bypass, vnrom.net / bypass nha các bạn, bấm vô. Rồi các bạn, nó vô cái trang vnrom.net rồi ha, các bạn kéo lên, các bạn vô cái chữ Scream Smart Lock các bạn. Tôi vô cái này để mình vô mình tạo cái mật khẩu khóa màn hình mới các bạn. Mình tạo một cái mật khẩu khóa màn hình ha. Mình vô đây. Rồi đây, bảo vệ điện thoại của bạn này, mình dùng mẫu hình đây. Rồi các bạn vẽ một cái hình vẽ nào cũng mà các bạn nhớ là được rồi. Đơn giản thôi, nhớ dễ nhớ là được ha. Rồi mình vẽ chữ L. Rồi mình xác nhận. Vẽ thêm một lần nữa, xác nhận một lần nữa ha các bạn. Xác nhận thêm một lần nữa. Rồi như vậy là được rồi các bạn, như vậy là ok rồi các bạn, ta bấm bỏ qua. Rồi các bạn sẽ ngay khúc này các bạn tắt nguồn đi, khởi động máy lại hoặc là bấm trở về ha. Như mình thì mình bấm trở về ban đầu luôn các bạn, hoặc là tắt nguồn khởi động máy lại cũng được, nhưng mà mình bấm trở về cho nó nhanh. Rồi bấm trở về hết ra đây, vô trở về ban đầu ha. Giờ mình kích hoạt lại máy là được các bạn. Mình sẽ vô kích hoạt lại từ ban đầu lại. Rồi bỏ qua luôn. Tiếp tục luôn. Bỏ qua luôn. Rồi các bạn chờ tí xíu. Lần này thì nó quay nhanh hơn lần trước các bạn. Lần trước không mới lâu, lần này thì mình chờ tí xíu là được. Rồi vô rồi các bạn. Rồi sao chép ứng dụng mình bỏ qua luôn các bạn. Bỏ qua. Rồi đó, cái nó bằng xác minh cái mở khóa, cái mình vừa xác minh á, mình vừa tạo á. Rồi rồi như vậy là ok đó các bạn thấy không. Rồi giờ mình đăng nhập này, mình bỏ qua luôn, đăng nhập Google á là được đó các bạn, bỏ qua. Rồi các bạn kéo lên, kéo hết lên, các bạn chấp nhận.
Rồi, bỏ qua luôn các bạn. Smart di chuyển dữ liệu bỏ qua luôn. Rồi xem các ứng dụng bổ sung này các bạn bỏ ha. Đừng có tích dấu, bỏ hết đi để cho nhanh. Rồi cài đặt hoàn thành các bạn, bấm chữ hoàn thành cho mình ha. Rồi. Như vậy là ok đó các bạn thấy không? Ok. Vậy là vô mình máy mình xài bình thường đó các bạn. Cái này là kích hoạt của bỏ qua đó các bạn. Rồi, ok, như vậy là xong rồi các bạn. Như là máy mình vô là xài bình thường đó các bạn ha. Mở khóa rồi mở mã Google luôn. Đây vô giới thiệu điện thoại các bạn. À, đây tên Star 4 các bạn, nó dùng VOS 3.0 các bạn ha. Máy Star 4 các bạn, VS Max Star 4 ha. Nó xài Android 10 chấm các bạn. Android 10 chấm ha. Rồi ok, như vậy là mình hướng dẫn các bạn cái cách mà mở khóa bảo vệ ha, và mà mở Google cho cái điện thoại VS Max Star 4 các bạn. Các bạn muốn giờ mình tắt cái khóa màn hình đi các bạn. Giờ mình không xài cái khóa màn hình, mình mới xác nhận, mình tắt cái khóa màn hình đi ha. Vô cái khóa màn hình này. Các bạn vẽ cái màn hình khóa hồi nãy mình khóa mình không dùng, mình bấm chữ không dùng mình tắt đi ha. Ok. Vậy là mình tắt cái khóa rồi các bạn, tắt khóa màn hình rồi đó. Rồi, hết có khóa màn hình rồi các bạn thấy không? Ok, các bạn thấy không? Đó. Rồi, vậy là ok rồi các bạn. Vậy là mình hướng dẫn các bạn cái cách mở khóa tài khoản Google, mở khóa màn hình cho cái VS Max ha, Star 4. Bạn nào thấy hay thì nhớ like cho mình một like nha, chia sẻ kênh và đăng ký kênh cho mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.